Chào quý vị, đây là buổi học nhưng mà trốn ở đây bắt mẹ mày. Ôi cuộc đời lại thêm công chấm. Đây em đây. Đây đây đây. Em đây em đây. Đấy. À quay cảnh camera ăn trộm chả gì. Chúng mày à. Anh uống sữa mà. Ăn chả đây. Thế đây thuốc nào trường ơi. Bây giờ trống rồi. Hưng ơi. Hưng. Hưng ơi. Thế bây giờ trống rồi, chúng ta có nên vào không? Ai cho chúng ta có nên vào không? Mẹ đi làm phát. Tuần nhân lại đôi tuổi. Hưng nói gì không? Con chào các bố.